Chị Su xin chào cả nhà, chào đón chị em mình đã quay trở lại cùng với Sâu Sắc. Buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho chị em mình cái cách chúng ta thực hiện cho cái mẫu áo kiểu này. Với mẫu này thì các chị có thể mặc với chân váy, mặc với quần được ha. Mẫu này rất đơn giản và rất là lịch sự. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cho mẫu này. Và để thực hiện cho cái mẫu này thì các bạn còn phải có số đo. Và số đo thì nếu các bạn nào không biết cách đo thì các bạn sẽ vào trong YouTube Tissue Shop đi hướng dẫn đo thì sẽ ra video clip hướng dẫn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cho mình cái đường này 2 phân để đây nè. Dài áo thì các bạn sẽ lấy cho mình là 55. Chỗ này các bạn để đây là 2 phân. Đây là bảng thông số size mình sẽ dùng. Sau đó là các bạn sẽ dựng qua cho mình đường vuông góc. Các bạn lấy ngang vai là vai chia cho 2. Vai ở đây của mình là bằng 32, chia cho 2 là bằng 16. Mình lấy qua một đường là 16. Sau đó các bạn hạ xuống 4. Vào cổ thì các bạn lấy cho mình là cổ chia cho 5. Cổ ở đây là bằng 30, chia cho 5 là các bạn bằng 6. Sau đó các bạn lấy xuống phần hạ ngực cho mình là bằng ngực chia cho 5. Các chị cộng cho em là 1,5. Dòng ngực là 80, chia cho 5 cộng 1,5 là bằng 16 cộng 1,5 là bằng 17,5. Mình sẽ lấy qua một đường vuông góc. Sau đó mình sẽ lấy xuống phần hạ eo là bằng 35. Rồi ngang eo thì các bạn sẽ lấy là bằng ngực chia cho 4, các bạn cộng 1. Eo chia cho 4 các bạn cộng cho mình 2. Và mông chia cho 4 các bạn cộng cho mình là 1. Dòng ngực ở đây là 80, các bạn chia 4 cộng 1 thì bằng 20, cộng cho 1 là bằng 21. Mình sẽ lấy qua một đường là 21. Ngang eo là bằng 6, 66, chia 4 cộng cho 2 là bằng 16,5, cộng 2 là bằng 18,5. Các bạn lấy qua một đường là 18,5. Mông là 80, chia cho 4 cộng 1, mông là 20 cộng 1 là bằng 21. Các bạn lấy qua đường cho mình là 21. Sau đó là mình sẽ vẽ cho ngực nè, eo nè, mông nè. Các bạn lên cho mình một đường. Rồi từ đây thì mình từ cái điểm này ha, các bạn lấy vào cho mình là 8 phân. Mình dựng một cái đường vuông góc xuống. Cái đường này nó dài xuống là 14 đến 16. Và nó sẽ cách đường ngang này là 4. Sau đó là các bạn sẽ vẽ vào thì chúng ta sẽ có được cái phần bên eo đây. Và cái áo này thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có hai cái túi giả. Thì cái đầu túi á, từ điểm này các bạn sẽ lùi xuống cho mình 3 phân nè. Rồi từ ở ngoài này ha, từ ở ngoài các bạn sẽ lùi vào cho mình là 6 phân nè. Rồi chúng ta sẽ có được cái vị trí của túi. Và dài túi ở đây thì mình sẽ lấy là 10 phân. Cái chiều dài là 10. Và cái sâu của túi này thì mình sẽ lấy là 5,5. Thì các bạn sẽ có được cái vị trí chúng ta đóng được cái phần túi ở trên cái phần áo ha. Còn này thì các bạn dựng vuông góc nè, lùi cho mình 2 phân, chia làm đôi lần nữa. Thì các bạn sẽ vẽ được cái dòng nách áo. Và cái cổ này thì các bạn sẽ ra cho mình 2 phân. Cổ ra 2 phân ha. Sau cổ ở đây thì các bạn sẽ lấy sau cổ xuống cho mình là 7. Dựng một đường vuông góc. Và các bạn quay qua thì chúng ta sẽ được cái phần thân trước của cái áo này. Và áo này thì nó sẽ có được cái dây lưng mà cùng tông màu. Các bạn có thể sử dụng dây lưng da hoặc là các bạn lấy cùng một cái chất liệu này để các bạn lên được cái phần thắt lưng luôn nha. Và ở đây thì chúng ta sẽ cài nút. Mình có được 2 cái nè. Sau đó là các bạn sẽ đo cho mình. Đây được 28, 84, 32, 87. Thì chúng ta sẽ chia 77 là 14. Mình chia ra thì mình sẽ được số lượng nút mà mình cần phải cài lên trên cái áo này nha các bạn nha. Đó, chúng ta sẽ có được nút. Rồi, như vậy là mình vừa thực hiện xong được cho cái phần thân trước của cái mẫu áo này. Và các bạn nhớ lưu ý giùm mình là tất cả những cái mẫu mình chia sẻ và giới thiệu cho các bạn ở đây là chưa có đường may. Bạn muốn may thì các bạn phải chiều đường may nha. Và cái số đo này là số đo gợi ý của mình. Nếu bạn nào mà thích cắt theo cái số đo của riêng của các bạn thì nhớ đo và áp dụng vào cái công thức này. Rồi,
chúng ta sẽ được ra cái phần thân trước nè. Sau đó thì mình sẽ đặt cái phần thân trước này lên, làm cho cái phần thân sau nha. Sau này sau này thì các bạn sẽ đặt lên giùm mình nè. Thân sau thì nó không cần đường hai phân đinh nút nha, nó không có cần đâu. Mình sẽ kéo dài đây. Sau đó thì các bạn sẽ lên cho mình hai phân. Rồi các bạn sẽ đi xuống, ở đây là 7 ly. Vô đây là 1. Rồi đây thì các bạn lên cho mình là 4 phân. Lên một cái đường vuông nè, các bạn lấy qua nè, thì chúng ta sẽ ra được cái phần thân sau. Các bạn lấy lại cái phần ngang eo cho mình, lấy cái phần rập ra để chúng ta sẽ có được cái đường chia đôi. Các bạn vẽ xuống cho mình là 14 ha, và lên nó cắt cái đường này là 4, thì các bạn sẽ vẽ được cái phần eo hai phân ở đây. Nếu bạn nào mà thích may đường sống lưng thì giảm ở đây cho mình 3 ly, đi vào đây cho mình 1,5 phân, thì chúng ta sẽ ra được cái phần sống lưng của cái áo. Mình cắt cho cái phần gập thân sau. Và các bạn lưu ý là gập của mình chưa có đường may nha, các bạn làm thì các bạn phải chừa đường may vô đó. Bây giờ sau khi mà các bạn thực hiện xong được cái phần thân trước rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta thực hiện cho cái phần tay áo. Tay áo thì các bạn sẽ có được cái phần thân trước, phần thân sau. Các bạn sẽ đo cho mình dòng nách nha. Dòng nách thân trước nè. Đây mình đo được là 20. Là được đây là 21. Giờ chúng ta sẽ có được cái dòng nách trên thân 20 và 21. Thì các bạn sẽ đi xuống đây mình một đường là bằng ngực chia cho 10 cộng cho 3, dòng ngực là 80 chia cho 10 cộng cho 3 là bằng 11. Rồi các bạn sẽ dựng cho mình một đường và từ dưới các bạn lấy lên cho mình là 11. Sau đó là các bạn sẽ lấy qua 20 cộng cho 21 thì bằng 41, các bạn chia cho 2 là bằng 20,5. Chia làm đôi. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần dài tay ở đây cho mình là bằng 19. 19 các bạn dựng cái đường vuông góc qua. Độ lớn của này của tay các bạn lấy cho mình từ 14 cho đến 16 ha tùy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cắt được cái phần tay áo. Xong được cái phần thân trước của áo ha, phần sau của áo cũng xong. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách chúng ta cắt cái miếng nẹp ở trong cái phần thân trước nha. Phần nẹp của phần thân trước thì sau khi các bạn cắt vừa đường may ở trên thân xong rồi thì các bạn các bạn sẽ lấy cái phần gập đó các bạn đặt lên đây. Sau khi đã có chiều đường may nha các bạn nha, các bạn sẽ đặt cho nó lên đây. Các bạn đặt nó lên trên keo ha, để chúng ta sẽ cắt lại cái phần cổ nè, cắt qua cái phần vai nè. Đó. Rồi chúng ta cũng sẽ cắt qua cái phần lai, và lai này cũng đã có chiều đường may nha các bạn, nhớ giùm mình. Rồi sau khi mà các bạn thực hiện cắt cái đường này xong, các bạn lấy cái phần rập ra. Ở trên cái góc này thì các bạn sẽ lấy qua cho mình là 6 phân, một phần đường may nữa là 7. Ở dưới này thì các bạn sẽ lấy qua cho mình là 9 phân. Rồi chúng ta sẽ đi một cái đường cong xuống, và phút dưới này thì các bạn sẽ dựng qua đường vuông góc thì chúng ta sẽ có được cái phần nẹp của thân trước. Và nhớ giờ mình là phải chừa đường may rồi thì mới cắt nẹp. Và nẹp này mình cắt là mình cắt ở trên keo nha các bạn nha. Rồi mình mới dùng keo này mình ủi lên trên vải thì mới được.
Phần sau thì các bạn cũng sẽ làm tương tự, cho nên mình sẽ không làm cho cái phần sau. Và các bạn nhìn một lần nữa, đây là cái bộ rập của cái mẫu áo kiểu này. Thì mình chúc cho các bạn thành công nha. Nếu bạn nào mà cần cái phần gì chưa rõ hay hỗ trợ góp ý thêm thì các bạn cứ bình luận vào bên dưới, thì mình sẽ xem bình luận và trả lời cho các bạn. Chúc chị em mình luôn xinh đẹp và luôn có nhiều đồ đẹp để mặc. Và xin chào và hẹn gặp lại chị em mình trong video clip lần sau. Bye bye cả nhà.